Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. MU thanh lý gần toàn bộ đội hình. Cơ hội để Greenwood trở lại MU. MU và Man City bỏ phiếu chống luật mới của Premier League. MU thanh lý gần toàn bộ đội hình. Ngoài ba tài năng trẻ Mino, Garnacho và Højlund, các thành viên còn lại đều có thể bị MU thanh lý trong kỳ chuyển nhượng hè 2024. Đội ngũ lãnh đạo mới của MU, bao gồm cả người đứng đầu Ineos Sport, Dave Bradford, sẽ áp dụng chính sách chuyển nhượng bán để mua thời gian tới. Theo nguồn tin độc quyền từ Telegraph, MU dùng cách tiếp cận cực kỳ linh hoạt đối với các điều khoản đầu vào và đầu ra. Câu lạc bộ sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị chuyển nhượng hầu hết thành viên, với những người đại diện và đội bóng đối thủ nắm rõ chính sách thanh lý mới của MU. Mặc dù vậy, bộ ba tài năng trẻ Kobbie Mainoo, Rasmus Højlund và Alexandre Garnacho sẽ không thể đụng đến và không bị bán đi trong bất kỳ trường hợp nào, bởi họ được xem là tương lai của cả đội. Đội bóng thành Manchester đang bị hạn chế về mặt tài chính do đã chi 555 triệu bảng trong 3 kỳ chuyển nhượng hè gần nhất. Họ cũng mất đi bầu siêu quan trọng từ Champions League mùa tới. Các cầu thủ sẽ bị cắt 25% lương theo điều khoản hợp đồng. Với điều kiện tuân thủ các quy tắc về lợi nhuận và bền vững, lãnh đạo MU xác định 3 vị trí trọng yếu cần tăng cường hè này là tiền đạo, tiền vệ trung tâm và trung vệ lệch phải. Một số ngôi sao ở Old Trafford được liệt kê vào danh sách có thể bị thanh lý, bao gồm Marcus Rashford. MU sẽ xem xét những đề nghị nghiêm túc dành cho tiền đạo người Anh. Nếu bản thân Rashford bày tỏ mong muốn ra đi thì câu lạc bộ cũng không níu giữ. Với mức phí các xích quỷ đỏ đặt ra khoảng trên 75 triệu bảng Anh, những cái tên tiềm năng khác sẽ rời Old Trafford hè tới là Anthony Martial, Raphael Varane, Brandon Williams, Jadon Sancho, Anthony, Mason Greenwood, Victor Lindelof, Christian Eriksen, Donny van de Beek và Casemiro. Cơ hội để Greenwood trở lại MU. Trong trường hợp không nhận được lời đề nghị phù hợp, MU sẽ tìm cách đưa Mason Greenwood trở lại đội hình. Theo The Times, MU chào bán Greenwood vào khoảng 30-40 triệu bảng, tức giá phù hợp với cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng tại Old Trafford trong ngày 2024. Tuy nhiên, nguồn tin khẳng định Atletico Madrid, Juventus và cả Barcelona không thể đáp ứng được yêu cầu này. Các đội bóng quan tâm tới thương vụ phải đối mặt với tình hình kinh tế ảm đạm, trong khi Greenwood chỉ mới trở lại thi đấu sau vụ lùm xùm hành hung bạn gái. Do đó, họ không sẵn sàng trả mức giá cao như thế cho chân sút 22 tuổi. Khi ấy, MU sẵn sàng chào đón Greenwood trở lại nếu không nhận được lời đề nghị đủ sức nặng. Hiện tại, Quỷ Đỏ lo ngại áp lực từ cả trong lẫn ngoài câu lạc bộ khiến Greenwood không còn đường lui. Tuy nhiên, chủ mới Sergio Mourinho được cho là có thể giải quyết vấn đề này. Nếu Greenwood được phép trở lại Old Trafford chơi bóng, MU sẽ sở hữu trong tay một tiền đạo chất lượng với khả năng sút tốt bằng cả hai chân. Lúc này, Greenwood khó quay trở lại nhưng không gì là không thể, ESPN viết. Ngoài ra, Greenwood có thể ra đi theo dạng cho mượn thêm ít nhất một mùa giải nữa. Giao kèo của Greenwood sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2025. Khi ấy, đội chủ sân Old Trafford sẽ kích hoạt điều khoản tự gia hạn thêm một năm. Trong màu áo Getafe, Greenwood đang tỏa sáng với 8 bàn, 6 kiến tạo tính riêng ở La Liga. MU và Man City bỏ phiếu chống luật mới của Premier League. Giới hạn chi tiêu của Premier League, 16 câu lạc bộ đồng ý thay đổi quy định, nhưng MU và Man City nằm trong số những câu lạc bộ bỏ phiếu chống. Các câu lạc bộ ở Premier League đã gặp nhau vào thứ hai theo giờ Anh tại cuộc họp mới nhất của giải đấu. Tại đây, các câu lạc bộ bỏ phiếu về những thay đổi đối với quy tắc lợi nhuận và tính bền vững, tương tự luật công bằng tài chính, cũng như việc đưa ra giới hạn chi tiêu mới. Họ đã bỏ phiếu ủng hộ việc tiến hành một bộ quy tắc tài chính mới từ mùa giải 2025-2026, gắn liền với doanh thu bản quyền truyền hình để thay thế quy tắc lợi nhuận và bền vững hiện tại. Với việc thay đổi các quy định, cần 14 trong số 20 câu lạc bộ đồng ý mới được thông qua. Manchester United, Manchester City và Aston Villa được cho là đã bỏ phiếu chống lại các đề xuất, trong khi Chelsea bỏ phiếu trắng. Nhưng ý tưởng này vẫn được tạm thông qua trong cuộc họp của các câu lạc bộ hàng đầu Premier League tại London. Giới lãnh đạo Premier League nhấn mạnh rằng chưa có gì được thống nhất và các câu lạc bộ chỉ bỏ phiếu để khám phá thêm quy định mới này tại đại hội thường niên vào tháng 6. Quy định mới dựa trên ý tưởng đảm bảo giải đấu hàng đầu nước Anh vẫn có tính cạnh tranh. Các câu lạc bộ sẽ không bị ngăn cản việc trả tiền mua các cầu thủ ngôi sao, nhưng họ phải đảm bảo không trả nhiều hơn 4,5 lần số tiền mà câu lạc bộ cuối bảng xếp hạng Premier League kiếm được từ bản quyền truyền hình. Ví dụ, nếu dựa trên bảng xếp hạng Premier League mùa trước,
các câu lạc bộ chỉ có thể chi 466 triệu bảng Anh nâng cấp đội hình, bao gồm tiền lương, phí chuyển nhượng khấu hao và hoa hồng cho người đại diện, gấp 4,5 lần số tiền mà Southampton, đội cuối bảng Premier League, kiếm được từ bản quyền truyền hình. Một số câu lạc bộ lớn ở Premier League lo ngại sẽ gặp bất lợi trước các đối thủ châu Âu, trong khi các đội khác khẳng định điều đó là cần thiết để Premier League duy trì tính cạnh tranh. Một số chủ sở hữu các câu lạc bộ lo ngại có vài câu lạc bộ được hưởng lợi, đặc biệt là sau những tranh cãi liên quan đến Everton và Nottingham Forest mùa này. Hai câu lạc bộ này bị phạt trừ điểm vì vi phạm luật công bằng tài chính. Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp bóng đá Anh PFA đã bày tỏ lo ngại về điều này sẽ gây bất lợi về lâu về dài, đặc biệt là vấn đề tiền lương của cầu thủ. PFA cho biết, rõ ràng là chúng tôi sẽ chờ xem thêm thông tin chi tiết về những đề xuất cụ thể này, nhưng chúng tôi luôn nói rõ rằng chúng tôi sẽ phản đối bất kỳ biện pháp nào đặt giới hạn cứng đối với tiền lương của cầu thủ. Có một quy trình đã được thiết lập sẵn để đảm bảo rằng những đề xuất như thế này, vốn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các thành viên của chúng tôi, phải được tham vấn đúng cách. Đầu tháng này, các câu lạc bộ Premier League đã nhất trí bỏ phiếu ủng hộ giới hạn chi tiêu của các đội bóng liên quan đến doanh thu và biến chúng thành nguyên tắc chính trong hệ thống kiểm soát chi tiêu kiểu mới, tương tự như các quy định về luật công bằng tài chính của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA. Manchester United đã nói rõ vào tuần trước, họ sẽ phản đối các đề xuất mới và bỏ phiếu chống lại chúng. Chủ tịch Crystal Palace Steve Parish cho biết vào tháng 10 năm ngoái, Premier League đang xem xét giới hạn hóa đơn tiền lương của một câu lạc bộ để duy trì tính cạnh tranh của giải đấu hàng đầu nước Anh. Ông Steve Parish nói, về vấn đề cạnh tranh công bằng, mọi người cần phải mạnh dạn. Tôi nghĩ đang có sự thay đổi. Giới hạn chi phí đội hình của UEFA là một ý tưởng. Tôi nghĩ chúng ta cần điều gì đó cứng nhắc hơn thế một chút. Nhưng không tính đến doanh thu, nơi có những điều mơ hồ về cách tính doanh thu của một đội bóng. Có những cuộc trò chuyện thực sự tích cực đang diễn ra về nó. Chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận vì cũng có những hậu quả không lường trước được. Hy vọng rằng chúng ta sẽ đạt được bước tiến có lợi không chỉ cho các câu lạc bộ ở Premier League mà còn cho toàn bộ mô hình kim tự tháp và khả năng cạnh tranh của họ. Chúng tôi đang bỏ phiếu để làm cho Premier League có sự cạnh tranh tốt và công bằng hơn.